Trung Cộng lại đưa tàu nghiên cứu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, tên đến từ Việt Nam. Trung Cộng lại đưa tàu hải dương địa chất chính vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông chưa đầy một tháng sau khi rút tàu khảo sát hải dương địa chất 8 khỏi khu vực này. Theo nguồn tin của nhà báo độc lập Lê Nguyễn Hương Trà, tàu hải dương địa chất chính rời Quảng Châu vào ngày 16 tháng 11 và tới sáng ngày 18 tháng 11 về Việt Nam. Chiếc tàu này chỉ còn cách bờ biển Phú Yên là 130 hải lý, tức là khoảng 240 km. Vào chiều ngày 18 tháng 11, Hải Dương Địa Chất Chính di chuyển theo hướng Tây Nam và đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Hải Dương Địa Chất Chính rời, rời là tàu nghiên cứu địa chất toàn diện mới nhất của Trung Cộng, có tải trọng là 5.178 tấn với kích thước là 87,7 m x 17 m. Tàu này được hoàn thành vào năm 2017 và từng có chuyến khảo sát kéo dài là 258 ngày. Xin nhắc lại là Trung Cộng đã đưa hải dương địa chất 8 vào khu vực bãi tư chính và vùng biển lân cận, nhiều khi chỉ cách bờ biển của Việt Nam gần 180 km trong thời gian từ đầu tháng 7 đến tháng 10. Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông qua đường Đức Khúc Chính Đoạn, mặc dù trọng tòa trọng tài thường trực ở La Hay tuyên bố là vô hiệu vào tháng 7 năm 2016 và thực hiện nhiều hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông trong nhiều năm qua. Và cũng như là Hoa Kỳ cáo buộc Trung cộng tiến hành quân sự hóa tại biển Đông và đe dọa các nước láng giềng trong các hoạt động khai thác nguồn tài nguyên dầu khí. Và thêm nữa là từ năm 2015 đến nay thì Washington liên tục cho chiến hạm đi qua vùng 12 hải lý của một số đảo nhân tạo mà Trung Cộng dựng lên nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại khu vực biển có tuyến đường quan trọng đó của thế giới. Ngày 18 tháng 11 thì Trung Cộng kêu gọi Hoa Kỳ ngưng những hành động mà Bắc Kinh coi là mang tính thủy uy sức mạnh ở vùng biển này.